mỗi buổi sáng thức dậy, anh hy vọng rằng người đó chính là em. Anh mong rằng anh sẽ được cùng em ăn sáng, ăn trưa, ăn tối và nhìn thấy em trước khi ngủ. Vì anh yêu em hơn tất cả những gì mà anh có. Anh yêu em, cô gái của anh. Anh vẫn yêu em. Ngày 1 tháng 6 vào Free Fire thăm ngàn lật thẻ. Con bạc đang làm gì thế? Mọi người không biết à? Ngày 1 tháng 6 Free Fire bắt đầu mở sự kiện lật thẻ bài. Mỗi ngày lật một thẻ để nhận được nhân vật mới. Lật thẻ thôi. Thăm ngàn, thăm ngàn, thăm ngàn, kẹp ngân, thăm ngàn, kẹp ngân, chay ni, thăm ngàn, kẹp ngân, đai riêng, mì kín, chui lửa, phỏng sải, mìa rắn, ốp ủn, mây cuộn. Có quốc phạm rồi! Ý mày! Cho một tí đi mà! Đừng có mơ! Đây có thể là lỗ hổng của không gian. Thế phải làm thế nào? Ta phải đi cứu gặp bạn. Thôi, sợ lắm. Sợ ấy thì ở nhà nấu ăn, chờ bọn này về ăn. Không nấu, chờ tao. Free Fire mới có khẩu 182 à? Bây giờ mới biết à? Gà thế. Chào mừng các Alice đến với xứ sở thần tiên. Gao bạc đang ở đâu? Muốn biết gao bạc ở đâu? Mày phải bước qua xác của tao. Giơ tay lên! Xác tôi ở đây từ chiều mà vẫn chưa có thiên thần nào bước qua cả. Về nhà chơi Free Fire, tham gia sự kiện lật thẻ mùng 1 tháng 6. Đừng hòng lừa tôi! Ai thèm lừa cô? Nhìn đi! Gao bạc là hoa đã có chủ ở đây rồi. Anh có biết cô Ngân là ai không? Cô Ngân là ai? Thế giờ anh yêu ai? Người tôi yêu là Kelly. Hóa ra là Gao Bạc, đồ khốn. Đừng núi này trong núi nọ, được mới nói cũ. Đừng vội phán xét. Có thể là cậu ta bị Kelly thao túng thì sao? Thao túng về thể xác chứ ai thao túng được về tâm hồn? Chính hắn bảo yêu Kelly. Mày không nghe thấy hắn bảo yêu Kelly kia kìa. Bình tĩnh đi đã nào. Thấy người yêu của bạn mình cặp bồ cặp bịch thì chỉ có đứa dở hơi mới bình tĩnh được. À, đau đầu quá đây, im lặng hết. Về nhà mà cãi nhau. Anh
Người tôi yêu là Kelly. Ban đầu ấy thì anh chỉ nghĩ là yêu cho vui thôi. Nhưng mà sau đó thì không hiểu sao thương em quá. Cảm ơn em. Cảm ơn người con gái đã cho anh động lực để tự tin hơn và trưởng thành hơn ở mỗi ngày. Anh yêu em, cô gái của anh. Ngao Bạc định có hôn với cô Ngân à? Chắc gì, biết đâu đây là kế hoạch của Kelly với tên khốn thì sao? Ngao Bạc, em sẽ đến cứu anh. Có theo tao không? Ta đi nào, mãi bên nhau bạn nhá. Kế hoạch 1, dùng mỹ nhân kế, Diễm sẽ là con mồi. Ơ, sao lại là ta? Hỏi là mấy giờ rồi vậy cả? Các anh Linh à, anh Linh ơi, mới đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải. Đố anh bắt được em. Đố anh bắt được em. Trực tiếp phụ thuộc vào Minh Minh. Được, để tao. Ê, hai thằng kia. Cô muốn gì? Cởi quần áo ra. Muốn làm gì thì làm đi. Đừng làm nhung con này. Im mồm. Dây giày bị tuột rồi, phải buộc lại thôi. Ta quên chưa nói với các ngươi, đây là vũ khí mới, có tác dụng bắn ngược à? Ông trời tạo ra địa chấn, phạt cái đầu anh là điểm nhân. EGM. Nói xong đâu. Súng chỉ có tác dụng bắn ngược vào phát đầu tiên thôi. Còn lại thì vẫn phải bắn như bình thường. Kế hoạch 3, chạy trộn vào đám cưới cho bằng được. Có ai phản đối cái đám cưới này không nhở? Thử phản đối xem. Có thôi. Ngao Bạc, em xin lỗi vì đã không tôn trọng anh, hay đánh mắng, hay chê bai anh. Nhưng em nhận ra là dù anh có ở đâu, đang làm gì hay bên cạnh ai thì em vẫn sẽ luôn luôn thật lòng, trọn vẹn, mãi mãi yêu anh. Anh còn nhớ cái này không? Ban đầu ấy thì anh chỉ nghĩ là yêu cho vui thôi. Nhưng mà sau đó thì
không hiểu sao thương em quá. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh luôn hy vọng người em thấy chính là anh. Anh mong rằng anh sẽ được cùng em ăn sáng, ăn trưa, ăn tối và nhìn thấy em trước khi em ngủ. Anh yêu em hơn tất cả những gì mà anh có. Anh yêu em. Anh phải làm đến mức này thì em mới nói yêu anh sao? Nói chia đội canh gác tại các khu vực rìa, với nhóm hai người, nhanh! Anh đồng ý. Hả? Chẳng phải vừa nãy em vừa mới cầu hôn anh à? Mơ đi, đừng có tưởng bỏ. Ai mà thèm cưới anh? Ôi, tập trung vào đấy. Rồi, chết nó rồi, xong rồi. Ngày 1 tháng 6 đăng nhập vào Free Fire, lật thẻ cùng Cao Bạc và cô Ngân để nhận nhân vật mới free nhé. Lần đầu tiên cập nhật OB, nhận về nhân vật mới hoàn toàn miễn phí. Khám phá những nâng cấp như M82B bắn xuyên tường băng, sa mạc hóa mọi chế độ chơi, nhận phần thưởng xếp hạng tử chiến cùng vô vàn các cập nhật hấp dẫn. Cập nhật OB22 thời đại streamer ngay, nhận về nhân vật Wukra miễn phí tôi nào. Lần đầu tiên cập nhật OB, nhận về nhân vật mới hoàn toàn miễn phí. Khám phá những nâng cấp như M82B bắn xuyên tường băng, sa mạc hóa mọi chế độ chơi, nhận phần thưởng xếp hạng tử chiến cùng vô vàn các cập nhật hấp dẫn. Cập nhật OB22 thời đại streamer ngay, nhận về nhân vật Wukra miễn phí tôi nào. Đăng ký và nhấn nút chuông thông báo của Gaana Free Fire ngay hôm nay để nhận thông báo về các phần quà miễn phí, nhân vật, trang phục mới và giải thưởng eSports đỉnh cao.